Tại đơn giản thì ví dụ Đức Phật Thiên Liên là sao? Đức Phật Thiên Liên trong cái lịch sử phần lớn ghi là sinh ra từ những không phải. Cái vua có voi 6.000 mà khai không cũng nào. Họ phẩm Ma Gia đang sinh ra. Đấy. Còn học lên Đức Phật lịch sử là ngài có tên, có tuổi và trong vấn đề tăng đoàn đúng thứ. Giống như ông Đề Bà Đạt Đa là ông chú bác của Đức Phật. Ông quậy phá tăng đoàn, ông đánh cái tăng đoàn nát hết chứ không. Ông giết Đức Phật là Đức Phật ý. Ông già trái chủ cũng biết. Nên vấn đề mà viết 500 năm chính pháp, 500 năm mạt pháp. Cái thời mà chính pháp thì Phật pháp hoàn toàn thanh tịnh, không có chuyện tranh chấp. Là cái đó là vấn đề thiền sử và cái vấn đề Phật giáo thiên liêng. Và khai học khi mà học lịch sử trong tôn giáo thì phải có tôn giáo và bên vấn đề lịch sử thực tế. Đức Phật lịch sử là Đức Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni, ngày sinh ra, ngày đi trên đôi chân mình đất. Tất cả mọi chuyện. Còn Phật giáo mà đỡ mà trên vấn đề phương diện bản thể, đỡ mà quy tụ cùng chúng vấn đề thiên liêng, thì lúc nào cũng phải có hào quang chiếu sáng tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà Đức Phật lịch sử Đức Phật một hôm đó Đức Phật ăn cơm, ngủ dậy, ngày tọa thiền như thế nào, buổi sáng ngày đắp y, mang mình bát y trên đôi chân trần, khi cắt thịt từ nhà. Đó là Đức Phật lịch sử, nó sẽ là cụ thể. Còn Đức Phật thiên liêng đó là Đức Phật phải là lúc nào phải là phóng hào quang vi diệu trên thì và tam thiên đại thiên thế giới, trên thì đến trời rủ đánh đến các từng các vô lượng từng trời, dưới thì hào quang chiếu xuống chiếu sắc soi cùng cảnh giới tối tâm như địa ngục của ngài quỷ của súc sanh như thứ. Đó là cái Đức Phật này phải có hai cái phương diện để mình nghiên cứu. Thế thì khi mà truyền về là chẳng hạn như các tăng ni sinh học, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn một cái thì sao? Cái còn nhập Niết Bàn thì sao? Các chuyện gì xảy ra? Là lúc bây giờ ngài Maha Ca Diếp ngài đi du hóa ở phương xa, ở nơi những cái vương thành ca thì ở những thành vương xá Sư Ma Thiệt Đà, mà cách cái bộ tộc Mạt La của thành Kusinaga thì ít nhất cũng phải là mấy trăm cây số, nghìn cây số cũng phải ít. Nên ngày đi từ đó để mà ngày trở về để mà dự cái lễ trà tiền của Đức Phật. Thì câu chuyện gì xảy ra các tăng ni sinh có nhớ không? Thì là trên đường đi ngày về thì có một tỳ kheo. Ông mới bảo là thì Đức Phật bây giờ ông cụ đàm có chết rồi, tôi muốn làm gì làm thế này được. Nên ngày khai giết rất là đau lòng. Nên ngài biết rằng sau khi cái lễ trà tiền xong 3 tháng sau là ngài cái mặt kiết tập kinh những lần thứ nhất ở tại nước Kỳ Sự Hộ dưới sự ủng hộ trong thành vương xá nước Ma Kiệt Đà dưới sự ủng hộ của vua A Xà Thế như thế nào. Các tăng ni sinh sau này cũng sẽ được học, hay là vị nào có đọc qua thì chúng ta biết. Nên ngay 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì đã trong tăng đoàn là Đức Phật đó là lịch sử đã có những cái chuyện lung tung trong tăng đoàn. 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, lúc bây giờ là tại nơi cái nước Vasali là tỳ xá nước rất là phát triển, nên cái nơi đó là thành lập tăng đoàn đầu tiên trên thế giới. Thì các cái vị tỳ kheo đó thì tu tập, tại vì nước này là nước phát triển. Nếu như mà ngày xưa tăng ni sinh nào mà ai mà sử dụng cái điện thoại là thôi á, ngày cách đây cũng là ngày xưa, như ví dụ như thầy thôi là ngày nay chứ cũng ngày xưa cái gì phải không? Thế hệ của thầy bây giờ là cũng mới có 40 mấy tuổi mà chưa được 50 tuổi mà. Cách đây khoảng chừng 25 năm về hơn 25 năm về trước thì thầy học tại Niên Thiều, lúc bây giờ Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bưu là ngài Đức Độ Siêu Việt, mà ngài cấm những cái mấy cassette mà mình nghe mà gắn trên tai mình nghe mà ngày mình ông nào mà nghe nhạc mà ngày mớ ra ngày xem một cách ngày đọc cái rốn liền, cấm tất cả mọi người sử dụng điện thoại. Cho nên chúng ta cách đây khoảng chừng 20 năm nữa. Thế thì các cái tỳ kheo ở Bạc Kỳ là nó quốc gia rất là phát triển, đó là nước Cộng hòa đầu tiên trên thế giới. Và quốc gia này rất là phát triển. Quốc gia này thậm chí mà trong cái kinh điển có đề cập tới một vị kỹ nữ, đó là kỹ nữ vườn xoài Ambabali. Và sau này các tăng ni sinh nghiên cứu chúng ta thấy. Cái lúc bây giờ là ở nơi đó, ở nơi cái quốc gia này cách đây đã mấy gần 3.000 năm mà người ta đã có những phố đèn đỏ. Phố đèn đỏ là những cái nghề mà kỹ nữ, làm nghề kỹ nữ đó. Cầm ca đó, coi tiếp em mang chiếc cầm ca lên phòng trà đó. Thì cái thời đó đã có rồi. Những phố đèn đỏ như bên Thái Lan vậy, kiểu như vậy. Mà kỹ nữ vườn xoài đã lúc bây giờ là một người có thế lực và rất là giỏi rồi. Thỉnh Đức Phật về và các cái vương tôn công tử khác mà thế lực không bằng bằng. Sau này bà hiến cái vườn xoài đó mà cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn đó làm một cái tu viện rất là nổi tiếng ở tại nơi Vasali thì Sali. Nên quốc gia này nó rất là phát triển và nước Cộng hòa dân chủ đầu tiên, một trong những nước Cộng hòa dân chủ đầu tiên trên thế giới thì rất phát triển. Và cho nên
nó phát triển trong mọi mặt, nên các tỳ kheo nơi đó mà muốn đi lại á, Đức Phật cho nên mới có 10 cái điều gọi là trong các cái vị tỳ kheo ở nơi đó thì một hôm cái trưởng giả gọi là một kiền liên đế tu đó, là ngài là đứng ra để mà tổ chức kỳ kiết tập kinh điển lần thứ hai đấy. Đó, kiết tập kinh điển đó là lần thứ hai là một lần thứ ba là một kiền liên đế tu là trưởng giả gia xá đó. Này là ngài mới đi từ cái nước cái thành Vương Xá, ngài mới đi tới cái nước đó, ngài mới tới cái nước Vasali đó, ngài mới thấy được tại sao các tỳ kheo ở đây được quyền giữ tiền, được quyền ăn quá giờ ngọ một chút, được quyền giữ tiền này, được quyền ăn quá giờ ngọ một chút này, rồi được uống sữa rồi đó, là có 10 cái điều mà các vị tỳ kheo đó ta giữ, có thể giữ được muối rồi đấy, ngày xưa là cấm hết, nhưng mà các vị tỳ kheo đó không làm sao mà được. Cái ngài Gia Xá là một người đã giữ theo mà Đức Phật, thời Đức Phật đó là trước đó 100 năm các vị tỳ kheo và trưởng giả là bắt đầu mới hình thành lên Phật giáo. Các tăng ni sinh phải dẫn cỡ câu chuyện này rồi các tăng ni sinh thấy vấn đề là đại thừa và vấn đề Phật giáo phát triển và Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo gọi là Phật giáo bảo thủ, của Phật giáo là Phật giáo nhập thế hay Phật giáo phát triển là bắt đầu từ 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Phát triển là sao? Nhập thế là sao? Lúc bây giờ các vị tỳ kheo ở tại nước Vasali này là các vị này là ở cái quốc gia đang phát triển, giống như mình cứ nghĩ là quốc gia Mỹ vậy đó, hay là những cái quốc gia mà Hàn Quốc, những quốc gia phát triển thì người ta sử dụng những công nghệ internet đã có rồi. Ngày trước đây không, 30 năm trước là trong trường cấm internet hay cấm tivi, cấm điện thoại hết, phải không? Giống như thế đó. Thì các vị tỳ kheo ở nơi đây là mới sử dụng ít tiền lẻ, tại vì muốn đi từ đi vùng này vùng kia giáo hóa thì mà không có tiền trong túi nhiều khi không cho đi, nó phải giữ một chút tiền lẻ gọi là kim tiền định. Hay là các cái vị mà đi nhiều khi ngày xưa đi cái vùng này qua vùng kia mà có khi quá vừa giờ ngọ mà không ăn, mà không có người cúng không ăn thì chết, nó nhiều khi đi quá giờ ngọ thì cũng sẽ dùng một chút. Rồi nhiều khi mình ta cúng nhiều cái thức ăn, cái nhà này cúng thế này này kia cúng thứ kia không có, cho nên nó vấn đề, cho nên các nhà cũng ăn được hay là mặn cũng ăn được hay chát cũng ăn được, nó khẩu vị ăn cũng được, nên các vị mới nhạt quá hay là thế này thế kia, nên các vị mới giữ một chút muối. Diêm tịnh là muối đó. Thì 10 vấn đề như thế. Thì có một cái vị trưởng giả là Gia Xá, ngày mới đi tới đó, tại sao mà là các vị này á, là lại là làm những điều phi pháp, không giữ giới luật. Đức Phật không có cho giữ tiền mà mấy ông này giữ tiền. Đức Phật không cho ăn quá giờ ngọ mà các ông lại ăn quá giờ ngọ. Đức Phật không có cho giữ thức ăn, cấm giữ thức ăn mấy ông mà là giữ muối, giữ thức ăn, giữ ít sữa đồ này kia. Cho nên mấy điều đó gọi phi pháp. Cho nên là ngài mới kiết tập kinh điển lần thứ hai để thống nhất lại, là nói rằng các vị tỳ kheo ở Bạc Kỳ là vi phạm. Nhưng mà các vị Bạc Kỳ nó thay làm sao cái ngài là cố chấp, cái ngài bảo thủ như thế không được. Cho nên ngài Gia Xá mới thành lập một kiết tập kinh điển là 500 người. Nhưng mà các vị tỳ kheo Bạc Kỳ cũng kiết tập kinh điển làm cho Phật giáo đi vào dòng đời, Phật giáo phát triển. Nếu mà mình không có làm những điều đó làm sao Phật giáo tồn tại. Cho nên là các vị tỳ kheo Bạc Kỳ mới quy tụ một cái đại chúng nó lớn hơn các cái vị mà trưởng lão kia, trưởng lão xem phim Tây Du Ký không, trưởng lão là trưởng lão, các vị hòa thượng trưởng lão đạo cao đức trọng. Nhưng mà các vị này rất là giỏi, nhưng mà ngày đến ngày gọi là bảo thủ, gọi là Phật giáo nguyên thủy là vậy đó, nó xuất từ nguyên thủy Theravada là từ lúc bấy giờ. Cho nên dưới sự lãnh đạo ngài Gia Xá thì 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thôi, chứ không phải đợi 500 năm rồi. Là đây là vấn đề Phật giáo lịch sử. Còn căn cứ trên lịch sử huyền thoại thì các nhà Phật học hay các cái vị mà Phật tử rồi mới các vị giáo sư hay là những cái nhà mới gọi là giới thiệu là 500 năm chánh pháp, 500 năm tượng pháp, 500 năm mặt pháp. Mà xin thưa rằng nếu mà học lịch sử thì không có chánh pháp tượng pháp gì ở đây. Lúc bây giờ khi Đức Phật nhập Niết Bàn xuống là có mấy tỳ kheo đã quậy rồi. Thậm chí mà trong cái thời Đức Phật còn nó thì ông Đề Bà Đà cũng quậy khủng khiếp rồi. Phải không? Rồi tới bắt đầu là 3 tháng sau ngày ca giúp phải lo kiết tập được kinh điển lần thứ nhất. Bắt đầu trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ hai là bắt đầu với sự truyền đạo của Phật giáo. Sở dĩ mà cái bài đây đề cập tới vấn đề kinh lục luận và cái sự mà truyền bá Phật giáo thì quý thầy giới thiệu luôn trong phần 1 là của phần B. Phần B nó có một thứ nhất là giới thiệu về lịch sử ai khai sáng ra đạo Phật là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phần 2 là giáo lý của đạo Phật như thế nào, và phần 3 là truyền bá của Phật giáo. Sự truyền bá giáo lý của Phật giáo là gồm các kinh, luật và luận. Thế rồi, đầu tiên là kinh. Thì là các tăng ni sinh chúng ta phải mày biết, đó thầy giới thiệu như vậy để các tăng ni sinh nắm bắt rất là cụ thể.
thì hình thành đến kinh tạng Nam truyền và Bắc truyền như thế nào, và kinh điển của Nam truyền và kinh điển của Bắc truyền như thế nào, cái sự hành dương của Phật pháp một cách rất là cụ thể như thế nào. Các anh xin chúng ta cố gắng cái điều này, mà khi mà đọc vô trong các cái sách là ít khi mà các tăng sinh mà học được cái điều này rất là khó, phải tổng hợp rất là nhiều kinh sách. Được cái là của thầy cũng đọc nhiều, mà thứ hai nó cũng đi nhiều, nắm bắt cái vị trí địa lý rồi gì đó thì cơ bản các quý thầy cũng nắm ít nhiều cũng rất là tốt. Và chẳng hạn như mà nước Ấn Độ rồi nước Sri Lanka rồi nước Myanmar rồi các cái nước vòng vòng mà đi Trung Quốc rồi thì thầy cũng đi hết rồi, đi trực tiếp tới đó rồi. Cho nên là học một lịch sử một phần, thứ hai nữa là thầy đã trực tiếp đi đến các nước này hết rồi, từ cái nước Ấn Độ thì ở 7-8 năm bên đó rồi, nước Sri Lanka thầy cũng đi mấy lần rồi. Sri Lanka là quốc gia đầu tiên trong truyền bá vua A Dịch Vương cho người con trai là Thiện Khe Mahinda. Thế thì 100 năm sau thì lúc bây giờ là bắt đầu, cho nên là lúc bây giờ là ngài Gia Xá thì mới thành lập ra, là cái lúc bây giờ mới giữ nguyên cái Phật giáo, cái tập kinh điển ngài giữ nguyên Phật giáo, Đức Phật dạy thế nào thì phải thực hiện như thế đó. Nhưng mà các vị tỳ kheo mà gọi là tỳ kheo ở xứ nước gọi là phía Bắc Ấn Độ, ở phía Bắc Ấn Độ thì cái khu vực đó thì sau này hình thành khu vực Vasali là tỳ xá li, khu vực Kashmir rồi đó bắt đầu mới truyền bá về sau. Thì các vị gọi là đại chúng bộ. Đại chúng bộ là sao? Các vị mà nguyên thủy á, thì các tỳ kheo ngài Gia Xá trong kỳ kiết tập lần thứ hai 100 năm sau á, thì ngài Gia Xá mới thành lập một cái khoảng về tập hợp của 500 cái vị trưởng lão, hòa thượng, trưởng lão, thượng tọa, đạo cao đức trọng, mà các vị này giữ giới lực tinh nghiêm, cho nên mới gọi là nguyên thủy, giữ đúng cái nguyên thủy của Phật dạy. Nếu mình gọi là nguyên thủy chứ mà không có gì mà nguyên đâu được. Nếu mình Thái Lan bây giờ ngày nói gọi nguyên thủy mà các sư Thái Lan rất siêu lắm, phải không? Các nào cái ai mà tăng ni sinh chúng ta thấy mà nghiên cứu lịch sử của Thái Lan hay là Sri Lanka hay Miến Điện, các vị tăng đó cũng rất là nhiều, cũng đẹp. Thực ra ở nơi đâu có rất là nhiều điều tốt đẹp để học hỏi. Đã đến với cảnh giới ta bà, đã đến với cảnh giới con người thì phải có điều tốt và điều xấu. Cho nên gọi là thế giới ta bà là thế giới gì? Kham nhẫn, kham năng nhẫn. Phải chịu được những cái điều nhẫn nhịn, cái điều sướng, điều khổ, cái việc này giữ được sai, muôn hình vạn trạng. Ranh giới và đúng và sai, ranh giới giữa thiện giả thì khó phân biệt được. Người xưa mới bảo là thiện ác du nan biện minh là như thế. Thế thì ngay từ lúc bây giờ 100 năm sau á, là thì ngài chúng giáo Gia Xá thì tập trung 500 các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, những cái vị đạo cao đức trọng để kiết tập kinh điển lần thứ nhất ở tại nơi Vương Xá, cũng nơi đó thì 500 vị để mà kiết tập kinh điển thì giữ nguyên lại. Ở thời đó cũng chưa có cái chữ viết, nên là tất cả đều từ là đọc từ trong gọi là trùng tuyên, đọc từ trong mình ghi nhớ ra thôi, đọc thôi. Trùng tuyên là kinh điển, đọc thôi, không có chữ viết gì hết lúc đó. Chưa có chữ viết, chưa có giấy, chưa có ngôn ngữ. Khác chăng là những ngôn ngữ cổ thì người ta khắc trên đá hay khắc trên những cái băng đồng thế này kia. Mà trong các từ kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai, và thậm chí lần thứ ba cũng có gần như chưa có chữ viết luôn. Có một vài tài liệu thì nói có, nhưng mà thực chất để mà chứng minh rằng là cái tài liệu đó được kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và có chữ viết hiện nay cũng chưa tìm thấy. Và bản thân quý thầy cũng học ở bên Ấn Độ hay các nơi rồi, nhưng mà tới thời điểm này cũng chưa có thấy có cái bản kinh nào mà được viết kết tập kinh điển trong lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Lần thứ hai là tại nơi là Vasali là Tỳ Xá Li. Thế thì có năm, lúc bây giờ là chia làm bắt đầu Nam truyền là thượng tọa bộ là đã có, thượng tọa bộ là Theravada do ngài Gia Xá thì khoảng chừng 500.000 ngài thượng tọa, ngài hòa thượng, các vị đạo cao đức trọng tạm thời gọi quý ngài như thế là 500.000 kết tập kinh điển. Thế là bên kia các vị tỳ kheo bạc kỳ là những cái vị bắt đầu đưa Phật giáo vào dòng đời, đưa Phật giáo phát triển, nên là tập trung một cái số lượng là 1.000 hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Cho nên bên đó số lượng đông lên hơn á thì gọi là đại chúng bộ. Theravada thì gọi là thượng tọa bộ, còn bên kia gọi là Mahasana, đại chúng bộ bắt đầu đã hình thành. Nên lúc bây giờ người ta mới gọi là đại thừa và tiểu thừa là bắt đầu hình thành như thế. Nhưng mà lúc bây giờ chỉ là bắt đầu hình thành. Thì các vị tỳ kheo này ở tại Vasali, đất nước rất là phát triển, và sau này mới bước lên những khu vực mà các quốc gia phát triển ở khu vực Kashmir, rồi những khu vực đó. Vì Kashmir là khu vực đang tranh chấp hiện nay là cái chảo lửa
ai mà xem thời sự quốc tế thì biết khu vực Kashmir là khu vực hiện nay là bên này là Ấn Độ đang đóng quân, và thủ tướng của họ Ấn Độ Mohammad này còn đi có bên kia là của Trung Quốc đóng luôn, mình hai bên đang giành có rồi, còn kéo xe tăng Đại Bác đây hết bên đó, và tranh chấp muôn đời từ thời đó tới thời này. Thế thì rồi bắt đầu hình thành rồi đó, rồi tới cái thế kỷ thứ ba, tới cái kỳ kết tập cái những lần thứ ba là vua A Dục Vương là lúc bây giờ, thì sau đó cái kỳ kết tập kinh điển là vua A Dục Vương hết sức ủng hộ Phật giáo, nên có nhiều người họ trà trộn mọi đạo rồi vô họ làm được Phật giáo, nhiều điều rất là tốt, nhưng mà nhiều cái tạp nhang đã xuất hiện trong đó. Trong cái thịnh nó có cái suy, và trong suy nó có cái thịnh cuộc sống, tất cả những điều đó là trong lịch sử ghi rất rõ ràng. Thế thì trong kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba thì lúc bây giờ là mới chính thức, về sau đó là cũng bắt đầu là mỗi bên điều kết tập riêng hết. Thì tới cái tiền kết tập kinh điển lần thứ tư là bắt đầu mới rõ ràng, mới hình thành nên một bên đó là gọi là Phật giáo bên Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền. Nam truyền là lúc bây giờ thì có cái vị con của vua A Dục Vương, là tên sau này ông vua A Dục Vương rất là hay, các tăng nhân dân về đọc lịch sử của vua Ashoka, người ta đọc đầy đủ Ashoka, thì cái lịch sử của vị vua này, một vị đại đế A Dục Vương. Trước khi mà xuất gia, ông là gọi là ác vương A Dục như thế nào. Sau khi mà ông tu tập quay về với Phật pháp, quy Phật pháp, gặp được cái nhân duyên với Phật pháp, được cái tỳ kheo một kiểu liên đế tu độ cho tu tập như thế nào, thì ông trở thành một vị hộ pháp A Dục siêu việt. Trong lịch sử các vị vua hay các vị Phật tử trên thế giới, không có người nào mà có cái công hộ pháp bằng vua A Dục Vương. Thì muốn mà biết được cái điều đấy, các anh xin chịu khó về đọc cái lịch sử rất là dài. Ở đây thì thầy không thể kể hết, khi nào có dịp thì mới kể được lịch sử của vua A Dục Vương. Thì vua A Dục Vương thậm chí là ông xuất gia, ông hoằng dương Phật pháp, ông đến đảnh lễ những cái thánh tích của Đức Phật, mà ông cho người con gái của mình là ông cho người con gái của mình là Tỳ Kheo Ni Sangamita được xuất gia hoằng dương Phật pháp, rồi ông cho người con trai của mình là thái tử gọi là Tỳ Kheo Mahinda đi xuất gia, và cho những cái món bảo vật để đem Phật pháp đầu tiên từ đất nước Ấn Độ để hoằng dương tới quốc gia thứ hai bên mở Ấn Độ, đó là quốc gia Sri Lanka, còn gọi là quốc gia Tích Lan, là quốc đảo Tích Lan. Thì Phật giáo bắt đầu mới truyền được khỏi quốc gia Ấn Độ, thì truyền về hướng đó gọi là Phật giáo Nam truyền. Thì khi mà qua bên đó thì khi Mahinda bắt đầu qua bên đó, thì ngài mới tổ chức những kỳ kết tập kinh điển đầu tiên trên thế giới. Lúc bây giờ ngôn ngữ mới đầu tiên được viết trên những cái lá bói. Ngày trước mà đi Sri Lanka về, hiện nay là quý thầy cũng có thỉnh những cái kinh mà là lá bói ở bên Sri Lanka về, hôm nay thầy cũng đang giữ mấy cái đó, đó là một kỷ niệm. Và cho tới nay những bản kinh, ngày người ta tìm thấy những bản kinh trên lá bói là bản kinh nó mới, là bản kinh có thật. Còn trước kia gần như bên Ấn Độ hồi nay không có còn nữa. Nó có chăng là những cái ký tự của vua A Dục Vương. Và khi lịch sử của Đức Phật, thậm chí mà khi lịch sử Đức Phật không có ghi lại, ghi chép thời xưa không có chữ viết mà. Còn ngôn ngữ lúc bây giờ thì chỉ ngôn ngữ nước nào thì sử dụng ngôn ngữ của nước đó. Chẳng hạn như là Ca Tỳ La Vệ thì có cái ngôn ngữ của Đức Ca Tỳ La Vệ. Hay là ngôn ngữ của bên Ma Kiệt Đà thì có ngôn ngữ Magadha, ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Nước nào cũng có cái ngôn ngữ riêng của họ, chứ không phải là đến Ấn Độ là ngôn ngữ. Còn ngôn ngữ cổ mà ngày xưa nghiên cứu còn ghi chép lại là bên đó là sử dụng tiếng Bali, là truyền về hướng Nam. Các cái vị tỳ kheo, các vị trưởng lão về Phật giáo nguyên thủy, các vị Phật giáo truyền về hướng Nam, Phật giáo Nam truyền thì người ta sử dụng cái ngôn ngữ Bali. Hiện nay các nước Thái Lan này, Lào này, Campuchia này, Sri Lanka này, Miến Điện này, v.v. là ta sử dụng ngôn ngữ Bali. Ngày buổi tối tụng kinh bằng Bali. Các vị Phật giáo bên mình ở Phật giáo miền Tây Nam Bộ, Phật giáo Theravada đó thì cũng trong các cái từ viện người ta cũng tụng kinh bằng Bali. Thì các em sinh nếu mà ai đã ý thì sau này càng ngày lên thì chúng ta đã ý điều đó. Còn các Phật giáo bên Phật giáo và Bắc truyền ban đầu là truyền bằng cái ngôn ngữ Sanskrit, rồi sau đó thì bắt đầu mới sang ra cái ngôn ngữ tiếng Hán, rồi đi đến quốc gia nào sử dụng ngôn ngữ quốc gia đó. Và Việt Nam có ngôn ngữ Việt Nam, thậm chí trong cái ngôn ngữ Việt Nam mình là các tăng ni sinh có biết bao nhiêu, mình trên đất Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em, bao nhiêu? 54 dân tộc anh em. Thực ra mà từ Nam chí Bắc và theo đường chim bay, từ mà mũi Cà Mau mà bay ra tới địa đầu Móng Cái rồi đó thì Việt
Nam nếu mà đo theo cái đường chim bay thì chưa tới 2.000 mét, hai ngàn cây số. Cái lịch sử Việt Nam bằng chữ S của mình từ Nam đến Bắc chưa được 2.000 cây số. Nếu mà đo lịch sử con chuyện trên dưới 1.800 cây số thì tới 2.000. Đúng, nhưng mà từ bến xe miền Đông mà đi ra tới bến xe giáp Bắc hay tới cái bến xe mà đó thì các tài xế người ta đó mà Hà Nội bay từ ví dụ như xe mà nó chạy từ bến xe miền Đông nó chạy ra các bến xe ngoài từ Hà Nội thì người ta ghi nhận khoảng chừng đó là trên dưới 1.500 cây số này, không nhiều. Nên Việt Nam mình rất là bé, mà Việt Nam mình có 54 dân tộc anh em. Thế 54 dân tộc anh em thì trong đó có người Kinh. Cho nên mình khi mình khai lý lịch nó hỏi là dân tộc gì, mình cứ bị dân tộc gì, tộc Kinh, tôn giáo gì, nó khai lý lịch làm những gì tự ghi trên lý lịch là như thế. Thế có người dân tộc gọi là Ba Na, dân tộc Ê Đê, dân tộc Sư Tiên, Tày, Nùng, người Hờ Mông, rồi dân tộc Thái, nhiều lắm, 54 dân tộc gì, mỗi dân tộc họ có cái ngôn ngữ riêng. Đó, Việt Nam mình có tí tẹo cũng đã như thế mà, huống chi là quốc gia Ấn Độ mênh mông, nó sử dụng nhiều ngôn ngữ lắm. Thế cho nên mà từ cái thời đó khi mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca mà ngài từ cái thời ngài á thì cái ngôn ngữ chưa được ghi chép, cho nên những cái nhà về sau á, thậm chí chẳng hạn như một chút xíu mình về cái phần truyền bá đạo Phật thì cái thầy cũng giới thiệu chung cho các tăng sinh chúng ta nắm như vậy, nói nhiều quá các tăng sinh nó lan man, các tăng sinh không nắm được hết. Cho nên á là khi mà truyền bá đại khái thì các tăng sinh nhớ truyền về hai hướng. Mình cứ hôm nay á, như lần trước thầy cũng đã nói rồi, không có nên sử dụng Phật giáo tiểu thừa, tiểu thừa là tiêu nha, là bãi chúng, là thấp hèn, là cổ xe nhỏ, không có chở được nhiều người, thì cái đó cập nhật phiên bản đó là lỗi thời hết, lỗi thời là nó không ấy nữa. Giống như cái cuốn của ngài Phật học phổ thông ngài viết đây là đạo Phật có từ khi nào, không? Nhưng mà đứng theo phương diện lịch sử tức là từ năm là đạo Phật đã có từ 2501 năm, thì cái phiên bản ngày nay thì nó cũ rồi, phiên bản mới phải là 2000. Là đạo Phật có từ nay là 2600, 2565 năm rồi. Đức Phật lịch tới Phật lịch mà tính tới đây là 2565, 566 rồi. Phiên bản phải cập nhật như thế. Cho nên trước đó thì không có ngôn ngữ, không có điều kiện gì hết. Cho nên là người ta nói là bảo, thậm chí người ta nói ông Phật là cái ông Phật giáo hiền thoảng có trúng. Thế giới hay các tôn giáo khác hay là những người trên thế giới họ nói đó là chỉ cái điều thật thánh hóa với thật với Phật. Thậm chí mà thầy thường đưa các cái đoàn đi Phật tích bên Ấn Độ, khi người ta đi về, ồ, thì ra Đức Phật có thật hả? Họ vẫn cứ tưởng là Phật ngồi trên bàn giống như các cái vị thần hoàng bán sứ chúa tiên quyền nữ ông này ông kia đủ thứ, người ta nghĩ là như thế thôi, không có thật. Mà đi thì mới thấy là Phật lịch sử rất rõ ràng. Nên mà những cái tài liệu thậm chí bên phương Tây hay là các cái nước khác họ tranh giành, họ nói xấu Phật giáo thì họ nói Đức Phật không có thật, ông Phật không da đen rồi dựng lên, không có. Nhưng mà khi mà các cái nhà khai quật khảo cổ họ thấy được mà những cái trụ đá của A Dục Vương, những phiến đá của A Vua Dục Vương họ ghi lại bằng những ký tự The Ravani, những ký tự cổ của đất nước ngày xưa có hết ghi lại chứ, thì lúc bây giờ họ khai quật khảo cổ họ thấy được cái xóa lời của Đức Phật được khai quật trong các cái bảo tháp của trung tại Ca Kỳ La Vệ như thế nào, của các vị quốc vương của tám nước đó, xin xóa lời đó về họ chia ra rồi họ khai quật họ ghi có vua Dục Vương mới ghi hết tất cả những xóa lời chia làm 84.000 Phật. Những cái kiến thức đó thì sau này các em nghi sinh cứ từ từ học nghiên cứu lên. Thế thì trong này cái truyền bá của Phật giáo thì mình cố gắng mình biết rằng là phải nhờ vào cái ngôn ngữ của cái nhà khai quật khảo cổ mà mới biết được Đức Phật lịch sử. Và ở trong này cái phần mục thứ nhất là khai ai sai khắng ra đạo Phật của Đức Phật Bổn Sư. Còn vấn đề mà giáo lý của đạo Phật như thế nào thì là mình căn cứ vào giáo lý Phật gồm tam tạng kinh điển. Tam tạng kinh điển thầy giới thiệu cô đọng một chút được các em xin chúng ta nhớ khi thời gian mình cũng gần hết giờ rồi. Kinh điển thì hiện nay chia làm hai cái hệ thống, kinh điển của Đại thừa và kinh điển của Phật giáo Nguyên thủy. Kinh điển của Phật giáo gọi là Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Nam truyền là truyền về hướng Nam mà ta gọi là Phật giáo Theravada, không? Thì ngày xưa gọi là Thượng Tọa Bộ, còn gọi là Theravada, cũng gọi là Phật giáo Nam truyền, cũng gọi là Phật giáo Nguyên thủy, mà có người dùng cái từ hơi quá một chút là Phật giáo Bảo thủ. Bảo thủ là sao? Là giống như bây giờ cái thời đại này mà không cho sử dụng chút tiền đi đố ông sư nào mà không có tiền, quý thầy không có tiền làm sao mà đi tới xây chùa xây chiền mà đi tới nước này nước kia được.
Ngày nay ai mà ăn quá giờ ngọ mày không? Tùy theo mình đi hội, mình đi họp chỗ này kia mà mình cố chấp trong đó là chết liền. Thực ra mà nó cắt nước mình năm tông. Với chiều mình nói các Phật giáo đại thừa quý thầy, quý cô mình ăn, ví dụ chiều mình ăn cơm ăn ngồi thì cái chuyện ví dụ cái trị giá mình ăn cơm cũng đâu bao nhiêu đâu, cũng chừng 20-30 nghìn một phần ăn ở trong chùa, 10 nghìn như mấy rau có đó, cái cơm bát cơm cũng 10 nghìn. Nhưng mà nếu mà giả sử ôi chiều tôi ăn nhẹ là gì, mình nói hơi quá nó đụng chạm. Mà các nước bên kia là người ta theo Phật giáo Nam truyền, ta vẫn còn ăn bằng ta xay thịt, ta xay sữa, một cái khẩu phần nó ăn nó trị giá tới 50 nghìn chứ không phải 20 nghìn nữa, không phải là 10 nghìn nữa, đúng không? Đây là thực tế, mình là người của Phật không có nên nói xấu mình, đó là mình nhìn vào thực tế rồi rất là tôn trọng, chứ không phải là bên đó. Các vị sư ngày xưa nó không đi xe đi vậy mà bây giờ có trong các chùa chiền ở Thái Lan, Sri Lanka không có ô tô được hết chứ sao không có được đi học đi đường kia. Thậm chí nhiều nhà sư Thái Lan đi máy bay rồi cái này kia. Cho nên nhiều ông mình sư mà thái quá, thậm chí là bắt những cái chuyên cơ để qua bên nước này nước kia coi con cấp được nữa, những cái món này nước kia. Thì vấn đề đó là trong cái thế giới ta bảo cũng rất là nhiều. Phật giáo bây giờ hướng đó là Phật giáo thường toàn bộ. Mà bắt đầu thế kỷ thứ nhất lúc này cũng thầy nói, các tăng sinh chúng ta nhớ được phần nào tốt phần đó. Này, Phật giáo thường toàn bộ, Phật giáo Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy, còn nói từ hơn quá là Phật giáo Bảo Thủ. Và những mặt tốt đẹp bảo thủ là giữ gìn những cái truyền thống từ thời Đức Phật. Mà thực ra giữ được bao nhiêu thì giữ, chứ làm sao mà giữ hết được. Gần như không có giữ gì thì hết được bao nhiêu. Ở cái thời xưa khác, nhập gia thì tùy tục, phải không? Đi đến nước nào, cho nên Ngài Thái Hư Đại Sư nó vào nước ở chuồng thì liền cởi áo mà. Nghe là nói bây giờ cái áo của thầy đang mặc là phải không? Áo của thầy có áo được áo gì? Thì cũng như áo tay dài xuống gọi áo gì? Áo hậu, phải không? Thì khi mà các nhà sư bên Thái Lan, bên nước này nước kia, bên Sivana thì giữ được. Nhưng mà khi các cái quý thầy nhà sư khi truyền báo qua Phật giáo bên Trung Quốc, thì lúc bây giờ có một cái vị hoàng nữ hoàng đế đầu tiên của châu Á, của bên mất đơ các nước châu Á là Võ Tắc Thiên, là vị hoàng đế đầu tiên. Thì khi mà rất là tôn sùng Phật giáo, nên thỉnh các cái vị sư mà đi vô, ai mà xem cái tứ cấm thành mới một mênh mông trong rất là rộng lớn, cung vàng điện ngọc. Ví dụ ai mà đi ra đại nội của Huế rồi thì mình thấy đã lớn rồi phải không? Nhưng mà nhìn tứ cấm thành của so với đại nội của Huế là tứ đại nội của Huế đó, thì nó chỉ chưa bằng một phần, bằng một phần trăm chứ chưa được bằng một phần mười, hả? Minh mông mà đi trong đó thì các nhà sư mỗi lần đi vào trong đó mà họ võ đế, hoàng hậu Võ Tắc Thiên đó, rồi là vị vua đầu tiên, hoàng đế đầu tiên, thỉnh các sư vô trong đó mà thuyết pháp. Thế mà các sư mà miếng mặc áo mà bình thường y áo mình qua một cái đi qua cái hòn cung nó trong cái tứ cấm thành nó mênh mông mà không có một cây cối, tại vì trong tứ cấm thành là vì sao mà không có cây cối rồi không có trồng cây là sợ mấy cái thích khách những người giết người trà trộn trong đó này kia không có phát hiện được, nên là sợ giết vua giết này cái gì là không cho trồng cây trong đó, mênh mông. Mà khi mà đi phố rồi mà mênh mông không có cây cối mà gió nó lộng, mà một nhà sư mà mặc áo mà không có cái tay áo rồi gì đó, nhiều khi gió nó thổi nó thổi mình là tóc cái váy lên phải tôi hết, phải không? Hay là hỏi một cái là mỗi mà nói chuyện mà cái áo mà cố quấn không, bên đây là vai trần hở áo, nhiều thầy sư ở vai là lông lá là không thể đưa ra, nó không được. Mà bên đó thì kia, bên đó vấn đề ngày xưa là lễ giáo dữ lắm. Mà một vị nam, một vị sư cho dù nói cho cô thì cũng là một người nam vô gặp là toàn là công chúa vương phi rồi những người này người kia, mà mặc áo mà váy tóc váy lên thì giống ai? Mặc áo mà hở vai nó nấp, nhiều khi cũng lông lá rồi nó lời lên thì không có giống ai hết, cũng không được. Nên phải chế được áo, là áo hậu hoàng hậu Võ Tắc Thiên rồi hoàng đế Võ Tắc Thiên cho người chế được áo là áo hậu. Thế thì mình nhập quốc gia làm tùy. Thì bên kia là thượng tọa bộ, còn gọi là Theravada, còn gọi là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nguyên Thủy, còn nói nữa là gọi là Phật giáo Bảo Thủ. Còn Phật giáo bên này đó là truyền về hướng Nam. Thì những kinh sách về hướng Nam là gì? Thì sau này các tăng ni sinh những cái sang năm thứ hai thứ ba mình tiếp tục mình học, đó là năm bộ kinh điển Nikaya, năm bộ kinh Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Bộ Kinh, bắt đầu tới Trường Bộ này, Trung Bộ này, Tăng Chi Bộ này, Tăng Chi Bộ, Tăng Nhất Bộ, rồi tới cái Tiểu Bộ Kinh, năm bộ kinh. Còn bên đó là và Phật giáo bên thượng tọa bộ truyền về các nước đó, năm bộ Nikaya. Mà năm bộ này hiện nay là họ thượng cố hòa thượng Thích Minh Châu cũng dịch ra các đại dụng. Hiện nay là bên Học viện Phật giáo Việt Nam đang tổng hợp dịch ra tiếng Việt. Tổng hợp là hết, dịch ra tiếng Việt. Còn bên Phật giáo và bên Bắc truyền
mặt bên đó là truyền, đó là truyền về bên Nam truyền đó, là được gọi là Thượng Tọa Bộ, gọi là Sarvada đó, được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bảo Thủ, đồ vân vân. Bên đó lấy hệ thống đó, trên là Đức Phật, dưới là các A-la-hán thôi. Chứ người ta bên đó ít thờ Bồ Tát, bây giờ cũng có một vài nơi có nhưng có thờ rất là ít. Là thờ chỉ có phần lớn là thờ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là chứng quả của đỉnh quả bên đó cao nhất là A-la-hán thôi. Còn bên Phật giáo Bắc truyền là bắt đầu là có từ Mahasana. Mahayana là có cái đại chúng bộ đó. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo trước khi thứ nhất ở bên Vasali, rồi sau này bắt đầu ngài mới di dịch lên, các cái vị đó mới phát triển những vùng khách mê, là những vùng phồn thịnh, mới có Phật giáo mới làm hình tượng của Đức Phật. Phật giáo bên đó là Mathura này, Phật giáo Gandhara rồi vân vân, có những nhà cổ thời đất nước Ấn Độ. Thì Phật giáo ở đó đó rất là phát triển, và ngôn ngữ sử dụng đó là ngôn ngữ Sanskrit, Sanskrit. Và sau này từ các địa mới chuyển truyền qua bên Phật giáo, bên bên đất nước Trung Hoa là nước kia, là một trong những nhà lớn nhất thế giới, có dân số đông nhất thế giới, thì Phật giáo rất là phát triển. Và qua ở bên đó là sử dụng ngôn ngữ tiếng Hán, gọi là bây giờ mình sử dụng ngôn ngữ mình tiếng Hán Việt, thì là hình thành nên bốn bộ A Hàm. Bốn bộ A Hàm là bên kia là sử dụng ngôn ngữ Pali, và bên Phật giáo Bắc truyền là truyền hướng Bắc thì gọi là Phật giáo, bên kia là Theravada, bên gọi là Mahasana. Bên kia Phật giáo của là Nam truyền, thì bên này là truyền hướng Bắc, gọi là Phật giáo Bắc truyền. Và bên kia là Phật giáo Nguyên Thủy, đây là Phật giáo Bảo Thủ, thì bên này gọi là Phật giáo Nhập Thế, và Phật giáo Phát Triển. Trong cái thời đại bây giờ là có các cái vị sư về sau trước ngày Thái Hư Đại Sư, rồi các cái vị mà đó đưa Phật giáo vào dòng đời, và người nổi tiếng nhất ở trong Phật giáo rồi đã hình thành nên Mahasana Buddhism hay là Ingen Buddhism. Ingen Buddhism là Phật giáo đi vào dòng đời. Người mà có cái công lớn mà nổi tiếng hiện nay đó, đó là họ Thượng Thích Nhất Hạnh, là Phật giáo, ngài mới hình thành Phật giáo. Nhiều cái vấn đề mà ngài đi tiên phong, cho nên ngày mình học các tăng ni sinh phần lớn học thuộc là luật tỳ ni nhập dụng thiết yếu là phải hoàn, tỳ ni nhập dụng thiết yếu bảo qua sơ hoàn giới thì cơ thể vận động. Mỗi một cái gì mình thiết lập chính niệm mình sống, thức dậy là mình phải có cái chính niệm để mình biết được, mình đọc được câu chú là gì, là hạ đơn từng chiếu dòng nắng từng chiếu mỗi. Mình xúc cái miệng thì phải có cái câu chú xúc miệng, phải không? Mình uống nước thì có câu chú uống nước, mình đi ra đường thì có câu chú ra đường xúc đường, phải không? Mình có hết, mình lên đạo tràng mình lễ Phật thì có đạo tràng. Mà hòa thượng Nhất Hạnh là ngài in cái Buddhism là sao? Những cái thời đó thì ngài đi qua bên nước ngoài, ngài cởi xe máy phải có cái chú lùa xe máy, tới điện thoại thì nhấc cái điện thoại lên, thời kia thì có điện thoại, nhấc điện thoại lên có cái chú nghe điện thoại. Cái gì mà thiết lập chính niệm hết, thậm chí bên người hello một cái là sao chào nhau bắt tay nhau, thì bên ngài ngày qua bên đó là thiết lập chính niệm. Bên phương Tây nó không phải là chào nhau chắp tay chào, hay là hay là chắp tay chào, hay là bắt tay. Bên phương Tây họ chào nhau bằng cách nào? Họ ôm nhau. Mà nam nữ mà bên mình phương Đông mình có ôm mà không có cái chính niệm cái này được kia, cho nên ngài mới hình thành một cái thiền thiết lập chính niệm. Thiền đó là thiền gì? Thiền ôm. Các tăng ni sinh nào dựng có nghe điều đó không? Đọc sách ai đọc sách thì chúng ta thấy, cho nên tất cả phải thiết lập trách nhiệm. Nhiều người không biết nó thiền gì mà thiền ôm. Thiền là gì? Thiền là cái sự tỉnh giác. Tất cả mình nghe điện thoại cũng phải là bằng thiền, làm cái gì cũng bằng thiền. Đức Phật chư tổ cũng đã dạy rồi, mình uống nước thì cũng có phải có cái chú, nhưng mà nói biết giờ đọc chú thì nói. Là mình thiết lập trách nhiệm. Nên Phật giáo khi mà qua bên đó là Phật giáo gọi là Phật giáo Mahasana, là gọi là Phật giáo đại chúng bộ. Đại chúng bộ là Phật giáo có số đông. Nên bên kia hồi trước đầu tiên là thành lập 500.000, và bên đây là 1.000 người đã là gọi đại chúng bộ. Rồi Phật giáo gọi là Phật giáo phát triển, Phật giáo đi vào dòng đời, đó gọi là In-game Buddhism. Thế bên này là hệ thống của Phật giáo kinh điển bên này là đầu tiên là 4 bộ A Hàm: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Kiểu A Hàm. Rồi bắt đầu khi mà qua tới thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó, thì là bắt đầu mới tiếp tục là ngay cả bên đó Phật giáo ban đầu. Phật giáo ngay từ ban đầu là quý ngài cũng bắt đầu có cái sự thiết lập, đã đưa vào mọi việc và thêm vào. Chẳng hạn như là tôi nói rằng lúc nãy mình học kinh là gì? Kinh là chỉ những lời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, phải đúng không? Nhưng mà thực ra trong cái kinh điển Nam truyền và Bắc truyền đều có các vị thánh tăng. Chẳng hạn ngay trong các cái bộ kinh mà gọi là Nikaya, năm bộ Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, là Trung kinh vân vân. Thì trong đó cũng có những cái bản kinh mà do ngài Xá Lợi Phất ngài nói, Đức Phật ấn chứng. Ngài một quyền lên nói và các vị ấn chứng.
Hay là sau này các vị sẽ học trong năm thứ hai thứ ba sẽ có giới thiệu một kinh tên là Na Tiên Tỳ Kheo. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo vấn đáp là một cái sự đối thoại của nhà sư và vị vua Milinda. Thì cái tên là Na Tiên và vua Milinda là một cái cuộc đối thoại rất là hay, sau này mới kết tập một kinh điển mới được gọi là kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Còn mình Phật giáo, hệ thống Phật giáo Đại Thừa thì có những bản kinh là sau này, chẳng hạn kinh Pháp Bảo Đàm Kinh. Các căn sinh có biết bao giờ nghe đến Pháp Bảo Đàm Kinh nhớ là của ai? Là của Ngài Huệ Năng. Và những kinh điển tiếp tục mình đưa vào kinh điển về sau. Thì trong cái bộ A Hàm, bốn bộ A Hàm, nhưng mà về sau được liệt vào tiếp, thì đưa vào những bộ kinh đó thì gọi là đưa tiếp vào, gọi là tục tạng. Tục tạng tức là nói tiếp vào trong bộ tạng. Đó, hình thành lên các hệ thống thư viện Phật giáo. Thì đó gọi là kinh. Kinh là những gì, là những lời Đức Phật dạy và các vị thánh đại đệ tử dạy, mà nó hợp với chân lý và có sự ấn chứng của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, thì cái đó được gọi là kinh. Và các tăng nhân chúng ta cố gắng mà chúng ta nắm cái điều này. Thực ra với thầy nói nhiều quá nên lúc đó là các tăng nhân chúng ta cũng khó mà nắm, nhưng mà có thời gian cố gắng đọc lại. Đó là kinh. Thứ hai là luật. Luật là gì? Luật là giới, luật của vị chẳng hạn như luật của Tỳ Kheo, phải không? 250 giới, Tỳ Kheo Ni là bao nhiêu? 248 giới. Rồi có giới Bồ Tát, Bồ Tát Tà Gia, 10 giới trọng, 48 giới khinh, Bồ Tát của xuất gia. Rồi có giới gì nữa? Giới cho người Tà Gia là có giới thập thiện, có ngũ giới. Và có giới gì nữa mình thường tu là giới gì? Bát Quan Trai Giới. Đó là một hệ thống giới luật Phật giáo. Còn luận cái bộ Tam Tạng Kinh điển, bộ thứ ba đó chính là kinh Tam Tạng Kinh điển, là kinh luật và luận. Luận là những cái lời mà luận giải kinh điển của các vị nổi tiếng trong Phật giáo. Thứ nhất Phật giáo thì có các cái vị người xưa này, Mã Minh này, Long Thọ này, Vua Trước này, này Thế Thông, các cái vị luận sư nổi tiếng từ ngày xưa, hay là thậm chí các vị tổ về sau này viết ra kinh điển để giảng dạy, nên mọi người nói gọi là luận. Đó là kinh luật luận. Còn thứ hai là truyền bá của đạo Phật. Có một điều nữa, hôm nay cũng thầy nói cái kiến thức cũng hơi nhiều, các tăng sinh chúng ta cố gắng đó, mà tại vì những cái kiến thức này là cũng thầy tổng hợp và các tăng sinh chúng ta cố gắng chúng ta ghi nhớ. Thầy đề cập tới một vấn đề là truyền bá của đạo Phật. Thì xưa đây về phóng về đại thừa của mình là sao, mình chỉ học được là gì, truyền bá như thế nào? Một hôm ở trên cái hội Linh Sơn, Nam Mô Linh Sơn Hòa Thượng Phật Bồ Tát. Linh Sơn gọi là Linh Thú Sơn, nơi đó là một cái nơi nằm trên đỉnh núi Linh Thứ thuộc cái thành Vương Xá Sứ Ma Kiệt Đà, mà vua Tằng Bà Ta La ngày trước đã cúng cái núi Linh Thứ này với lại một cái chùa đầu tiên trên thế giới tên là chùa Trúc Lâm Kinh Xá, nơi đó. Ở nơi đó có cái núi, nhưng mà hiện nay ai mà đi du lịch bên Ấn Độ, đi du lịch tâm linh á, du lịch mà chiêm bái Phật tích á, thì đi từ trên nhìn trên đỉnh núi Linh Thứ xuống cái nơi cái thành Vương Xá, mà nơi tầm vua A Xà Thế mà bắt giam vua Tằng Bà Ta La trong lục thất hiện nay cũng còn những nền móng các nhà khảo cổ di tích ở đó. Mình nhìn xuống mình cảm thấy từ trung tâm núi Sơn nhìn xuống khỏi chừng 5-6 cây số thôi, chẳng sao gần vậy đấy. Thì trên đỉnh núi Linh Thú đó là cái nơi Đức Phật thuyết giảng kinh điển rất là nhiều. Thế trong cái Phật giáo mà đại thừa của mình á, là mình gọi là Phật giáo bất truyền, mình chấp nhận cái này, nhưng mà bên Nam truyền người ta không có chấp nhận, người ta có những cái giáo lý riêng, cái sự truyền bá riêng. Mà giống như bên mình là mình nói rằng, như trước của thầy cũng giới thiệu là bên mình có cái tư tưởng của Phật, của Bồ Tát, kinh điển Đại Thừa, kinh điển kinh Pháp Hoa này, kinh Niết Bàn này, kinh A Di Đà này, rồi rất là nhiều kinh Đại Phương Tiện Phật Bảo Ân. Nhưng mà bên kia chỉ người ta sử dụng phần đó là năm bộ Nikaya, từ bộ kinh Trung, bộ kinh Tây, bộ kinh Kim Tập Thiền, thiền Vipassana này, thiền theo các cái phương tiện tu tập ở bên hệ thống Phật giáo bên Nam truyền, bên Bắc truyền tu tập niệm Phật, thì kinh niệm chú thì khác nữa, cho nên mỗi vùng mỗi khác nhau. Vấn đề ăn uống cũng vậy. Mình ở Việt Nam mình là báo thế nào, to như đống rơm mà không có cơm thì cũng ngã. Người Việt Nam mình hay là người Trung Quốc hay những người Đông Nam Á phần lớn là ăn cơm, ăn cái gì thì ăn, chứ mà 3-4 ngày 5-7 ngày ăn cơm thì thôi chịu nổi, không ăn phở ăn bánh ăn này ăn kia thì có gì ăn thì ăn, nhưng mà ăn mà chừng 3-4 ngày chịu nổi phải ăn lại cơm. Nhưng mà bên Ấn Độ thì sao? Ấn Độ rất rộng lớn, mênh mông hệ thống nội thảo ăn cơm ít lắm. Quý thầy cũng học nó không có cái phần lớn là người dân Ấn Độ họ có ăn cơm, ăn bánh chặt ba ti sạch sạch chấm, ăn bóc tay bóc lấm gì đó, ăn bánh chặt ba ti làm lúa mì, không ăn cơm. Phần lớn người Ấn Độ không ăn cơm, trên 90% thì không phải ít, không ăn cơm.
Rồi bên Mỹ thì sao? Mỹ mới thành công lắm. Các cái nước Mỹ bên châu Âu, các khối châu Âu bên Mỹ, bên các cái nước bên phương Tây đó họ ít ăn cơm lắm. Ăn mà nhẹ, ăn bánh mì, đồ hộp. Ăn các loại này loại kia thì ít khi họ dùng cơm. Cho nên mỗi cái vùng miền nó đều khác nhau, mình có áp dụng được cái vùng miền cho người ta này kia. Thế thì cái sự mình tu tập cũng vậy, vấn đề món ăn tinh thần, vấn đề tu tập trong tôn giáo, trong Phật giáo thì bên Phật giáo Nam truyền như thế là cái sự truyền bá của Phật giáo. Thầy đọc một chút để giới thiệu các tăng sinh cho chúng ta, đây là sự truyền bá của đạo Phật. Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt thì hai vị đại đệ tử của ngài là Mahakajip và ngài Ananda thay Phật hoàn truyền Phật pháp Ấn Độ. Đó là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai là do các vị tổ sư Long Thọ Mã Minh Vô Trước lãnh đạo. Thời kỳ thứ ba là do các vị tổ sư như Lâm Trì Thiện Ý và Liên Hoa Sanh đảm nhiệm. Từ Ấn Độ Phật giáo lan truyền và các nước lân cận rồi toàn cõi Á Đông và cuối cùng là toàn thế giới. Sự truyền bá này đi theo hai hướng, một hướng đi về hướng Bắc và một hướng đi về hướng Nam. Xem cái bài lịch sử Phật giáo trong khóa 5. Về phương Bắc thì còn gọi là Bắc Phương hay Phật giáo là Bắc Tông hay là Phật giáo Đại Thừa, gồm có những nước như là Tây Tạng, Trung Quốc, Mông Cổ, Mãn Châu, Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam, v.v. Về phương Nam thì gọi là Nam Phương hay là Nam Tông Phật giáo, hay gọi là Tiểu Thừa Phật giáo hay là Phật giáo Nguyên Thủy, gồm có những nước là Tích Lan tức là Sri Lanka đó, Miến Điện là Myanmar, Thái Lan là từ rõ rồi không? A Lao là nước nào? Các tên sinh có đọc cái tài liệu A Lao là nước nào? A Lao là Lào đó, xứ sở của triều voi. Cao Miên là nước nào? Hôm ngày hòa thượng Thiện Hoan gọi là Cao Dương, Cao gọi là Cao Miên. À, nếu mà Cao Ly là nước nào? Sâm Cao Ly đấy. Ở đây gọi là Cao Miên là Cambodia. Thế là Nam Dương là nước nào? Nam Dương gọi là Indonesia. Indonesia ngày xưa là cái quốc gia này là quốc gia Phật giáo rất là phát triển. Hiện nay có cái ngôi chùa cổ lớn nhất trên thế giới là ở tại nơi Indonesia, chứ không là lớn nhất trên thế giới. Chùa cổ lớn nhất trên thế giới đó là chùa Indonesia. Cái Indonesia những cái thế kỷ về sau khi Hồi giáo họ vào rồi họ tràn vào. Mười Hồi giáo họ ghê lắm, chúng ta thì sống người ta thì chết, không có chuyện. Không phải như Phật giáo mình là từ bi và sao cũng được. Thậm chí mình bên các cái tôn giáo khác họ dữ lắm. Họ sinh ra cái họ ghi vào sổ bộ đưa tới nhà thờ rửa tội. Tội gì hay không có biết, nhưng mà ghi vào sổ bộ và rửa tội rồi. Thế nên là họ quán đức của người rất là chặt. Em sinh ra một cái hay thế này kia. Thậm chí mà khi mà cưới hỏi, ví dụ như bây giờ mình tự do tôn giáo không có tự được đâu, họ bắt phải theo. Bây giờ có chính quyền nhà nước họ can thiệp nhiều, ai mà bắt buộc thì vi phạm. Chứ trước kia họ xài bằng luật tôn giáo thì quyền được nhiều, nó bình thường. Hiện nay nhiều tổ chức rất là ghê. Nếu phải mà đạo Phật đạo tốt. Cho nên khi mà Phật giáo bây giờ ở trên đất nước Indonesia họ xóa sổ gần như Phật giáo, gần như biến mất trên quốc đảo ngày xưa, là nơi đó là quốc gia Phật giáo rất là phát triển. Và trong cái tài liệu này ngày họ thường dùng thôi gọi là Nam Dương. Tại vì đất nước Trung Quốc đó, họ nhìn về phía Nam đó, nhìn phía Tây rồi là Tây Thiên Trúc Quốc Bạch Mã Đà Lai. Nam Mô Nhất Tâm Phụng Thỉnh Tây Thiên Trúc Quốc Bạch Mã Đà Lai Tu Đa La Liễn Nghĩa Thường Thừa Thập Nhị Bộ Chân Kinh Bí Điển Quá Hiện Vị Lai Vô Lượng Pháp Bảo. Rồi bắt đầu với thầy đó là vị chủ lễ mà xuống. Còn ngày mà biết các cái vị mà kinh sướng bên là sao? Mình bắt đầu duy nghiệm từ bi phẩm thâm diệu pháp bất xả từ bi rồi đấy. Đó là bên Trung Quốc á, mà họ nhìn về phía hướng Tây á là đất nước Ấn Độ. Đó, cho nên cái bài Tây Du Ký, các bài Tây Du Ký không? Đó là Tây Du Ký. Mà họ nhìn bên hướng Nam á, của Nam Dương là đất nước gì? Là đất nước của xứ sở vạn đảo là Indonesia. Mà xứ sở vạn đảo đất nước Indonesia là quốc gia rất là rộng, nó thuộc quốc gia Đông Nam Á của mình, nhưng mà quốc gia ngày xưa là Phật giáo rất là phát triển ở đất nước này. Cái chùa cổ lớn nhất trên thế giới đó là chùa Buddha Guru ở bên Indonesia. Các tăng ni sinh bây giờ có thể vào net để tìm hết, là ngôi chùa cổ lớn nhất trên thế giới, rất là lớn. Và vừa rồi cái chùa Tam Trúc của mình đó, là ông có chùa Tam Trúc của mình là tập đoàn Xuân Trường, ông mới có và thượng thầy thượng tọa Thích Nhật Từ và nhiều cái vị trung tăng mới qua học cái cách kiến trúc của ở bên Phật giáo ở bên đất nước Indonesia, về lấy cái mô hình
và mua thỉnh rất là nhiều loại đá núi lửa bên Indonesia về để mà trang trí các cái pho tượng ở tại nơi chùa Tam Chúc. Các tân sinh đây có thể cập nhật cái điều đó và từ vào thức nhật từ đã đi qua mình đã nghiên cứu mô hình rất là nổi tiếng. Thì Phật giáo Indonesia rất là phát triển, nhưng mà bây giờ là các tân sinh có biết quốc gia nào có Hồi giáo đông nhất trên thế giới không? Đúng nào? Có phải Pakistan, Afghanistan là gì không? Đó là Indonesia. Tại vì sao? Quốc gia đông có dân số đông nhất trên thế giới là nước Trung Quốc, thứ hai là nước Ấn Độ, thứ ba là nước Mỹ, thứ tư là nước gì? Indonesia, quốc gia có dân số hiện nay là khoảng chừng 245 triệu người. Đúng không? Mà phần lớn là 70-80% họ theo Hồi giáo rồi. Thậm chí có thời nữa có tới 80-90%. Cho nên là họ số dân số đông và số lượng đông, cho nên rốt cuộc là bây giờ Indonesia ngày xưa là quốc gia Phật giáo rất phát triển, mà bây giờ là rốt cuộc họ theo Hồi giáo. Mà Hồi giáo họ tới cái nước nào đó họ phải biến quốc gia đó theo là theo tôn giáo của họ, chứ không có sống chung. Chúng ta thì sống người ta thì chết, chứ không có cái chuyện mà sống chung khó. Và bây giờ là chính quyền phát triển, chính quyền họ không có cho tôn giáo can thiệp trong cái đời sống của thế tục nhiều, mà anh về tôn giáo thì anh lo phòng tôn giáo. Nhưng mà vì quân sự ngày trước họ nắm cả quân sự được luôn, nắm cả kinh tế quân sự này kia, cho nên họ không chết. Ngày nay là bây giờ họ tách ra chính trị là chính trị, tôn giáo là tôn giáo, kinh tế là kinh tế, tất cả phải theo luật quản lý hết. Cho nên bên Trung Quốc không, mà nhìn về phía tây á, gọi là đất nước Ấn Độ. Đây hành lý anh mang tôi cầm cương nhắc ngựa là không, nhìn về hướng tây thì trời tây chập trùng gì đó. Hay là tố về Đạt Ma là quấy dép về Tây, là về đâu? Đất nước Ấn Độ. Nhưng mà đất nước Trung Quốc nhìn về phía Nam gọi là Nam Dương, là đất nước Indonesia. Đấy. Còn nếu mà quốc gia ở Trung Quốc mà nó nhìn nên nó gọi là nhìn về hướng là Tây Dương, Nam Dương, Tây Dương. Trung Quốc gọi là Tây Dương là nước nào? Người Tây Dương là ai? Là Anh, là Pháp, là Đức rồi. Người ta gọi là người Tây Dương, người Nam Dương. Đó là tùy theo quốc gia, vị trí mà phòng lớn là căn cứ trong cái tài liệu đó mà người xưa họ tự ho cũng dùng đó. Thế thì cái sự truyền bá của Phật giáo, chẳng hạn như về truyền bá Phật giáo trong Phật giáo Đại thừa mình rất là nổi tiếng, nhưng mà bên Phật giáo của Nam truyền á là họ khác. Chẳng hạn như thầy nói, khi mà từ trên đỉnh núi Linh Sơn thì Đức Phật cầm một cành hoa sen giơ giữa hội chúng, không ai biết hết, chỉ có ngài Mahakajip mà ngài mới biết được. Thì Đức Phật có dạy rằng ta có chánh pháp nhãn tạng giáo ngoại biệt truyền, niết bàn diệu tâm giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ trong tâm kiến tánh thành Phật, hôm nay phó chúc lại cho ngài Mahakajip. Cho nên được gọi là sau khi Đức Phật nhập niết bàn xong, y bát được trao truyền cho ngài Mahakajip. Ngài Mahakajip ngài mới truyền cho ngài tổ Ananda, ngài mới truyền xuống hết tất cả các vị tổ về sau Thương Na họ tu truyền tới ngài là Bát Nhã Đa La, là tổ thứ 27. Truyền tới tổ 28 là ngài nào? Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28. Và ngài Bồ Đề Đạt Ma mới vượt dòng sông Dương Tử, mà sao là thường tụng kinh Dương Tử Giang Tâm Thủy Mông Sơn Đánh Thượng Trại Tương Đinh Tam Ở Liệu Tạo Vi Pháp Vương Gia rồi. Là cái dòng sông Dương Tử là một cái dòng sông lớn, một trong những dòng sông Trung Quốc hay lắm. Trung Quốc là đại lục địa mênh mông, người ta thống kê trên thế giới này có 10 dòng sông lớn và dài nhất trên thế giới. Thế Trung Quốc chiếm hết 3 dòng sông rồi. Đấy. Dòng sông thứ nhất là dòng sông Trường Giang. Trường Giang gọi là Dương Tử, dòng sông Dương Tử, Trường Giang. Trường Giang là sông dài, sông rộng, Trường Giang. Sông Dương Tử. Và dòng sông Hoàng Hà. Đấy, dòng sông nào, dòng sông Dương Tử, dòng sông Hoàng Hà nó có cái chiều dài của nó là trên 5.000 là 6.000 km. Trong cơm của đó Việt Nam mình từ Nam chí Bắc mình có nghìn mấy cây số. Những con sông dài nhất ở Việt Nam mình được bao nhiêu? Những con sông mà dài nhất trên đất nước Việt Nam mình khoảng còn chừng 100-200 cây số cho mọi người. Nhưng mà những dòng sông ở bên thế giới á, như Dương Tử của dài, Dương Tử, Trường Giang và dòng sông Hắc Long Giang. Dòng sông Hắc Long Giang cũng là được liệt vào, người ta bình chọn một 10 dòng sông mà lớn nhất, dài nhất trên thế giới. Chẳng hạn như sông Amazon là dài nhất thế giới, sông Nile bên Ai Cập chảy qua nhiều quốc gia của bên các nước châu Phi. Đấy. Sông Nile đấy. Ngoài Trung Quốc thì chính là ba dòng, còn mình Mỹ thì chính cũng một hai dòng sông. Mình Mỹ dòng sông Mississippi, dòng sông nổi tiếng bên Mỹ. Còn Trung Quốc là sử dụng
là núi cao của mình nhất trời. Những cái ngọn Everest dễ như Mã Lạp Sơn nữa thì nó thuộc của Trung Quốc với Nepal. Những khu vực đó là thuộc phần lớn của Trung Quốc. Rồi nước dân Nepal là Pakistan là thuộc Ấn Độ. Tây Tạng, nhưng mà Tây Tạng ngày nay thuộc Trung Quốc rồi. Cho nên đó, là ngài Bồ Đề Đạt Ma thì ngài tổ thứ 28 truyền tới Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của đất nước Ấn Độ. Rồi từ ngài Bồ Đề Đạt Ma mới truyền xuống, mới bắt đầu mới ngài mới vượt dòng sông Dương Tử, mới qua mới truyền cho năm vị tổ nữa, tổ Quỳ Khả này, tổ Hằng Nhẫn này, Đạo Tín rồi vân vân, mới truyền xuống cuối cùng tới tổ là tổ Lục Tổ Huệ Năng. Đó là sự truyền bá của Phật giáo theo hệ thống truyền bá Thiền Tông, 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa. Sau này các tân sinh chúng ta có thể nghiên cứu về sau. Còn bên kia là Phật giáo Nam truyền thì người ta không có công nhận, tại vì ta có không phải không công nhận, nhưng mà ta có hệ thống tu tập riêng, rồi truyền qua nước quốc gia Sri Lanka, rồi truyền qua các quốc gia kia, thì ta tu tập có cái truyền thống riêng, kinh điển Nam Bộ Nikaya là riêng biệt. Cũng hơi bị quá giờ là phải không ạ? 11 giờ kém rồi. Đó là sự truyền bá của Phật giáo. Thế thì cái phần cuối cùng đó là phần lợi ích của Phật giáo. Các tăng ni sinh. Bây giờ hồi hướng rồi cho thầy cũng đói bụng mà. Mai mốt rằng là các tăng ni sinh sẽ có học một cái tiết là các cái tiết kiết tập kinh điển. Mai mốt mình sẽ có một cái môn học riêng về cái đó. Đúng rồi. Cái bài này là cái bài giới thiệu về Phật giáo chung. Tất cả thì giới thiệu những gì cái tóm quát nhất, giống như một cái sườn bài. Để các tăng ni sinh nắm được cái sườn bài thôi. Thì tất sau này những cái chi tiết mình muốn học cái, mình có được cái dàn bài, có cái sườn bài rồi. Về Nam truyền, về Bắc truyền, sự truyền bá Phật giáo hay những kinh điển như thế, mình biết như thế thôi. Sau này sẽ đi vào thì phần đại cương học chi tiết. Chi tiết. Chẳng hạn thiết tập kinh điển lần thứ nhất là như thế nào, nó diễn ra như thế nào, ai ủng hộ như thế nào, thiết tập kinh điển diễn biến như thế nào, nội dung ra làm sao, thì mình phải có những tiết học riêng, và các thầy giáo họ sẽ phụ trách các cái môn đó riêng. Đấy. Thậm chí mình đọc lịch sử Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phải có một tiết về riêng nữa. Ở đây là thầy giới thiệu chung về đạo Phật, một cái cô đọng. Thì còn phần cuối là nói về lợi ích của Phật giáo. Thì có thể nếu mà có ấy thì tiết sau thì thầy giới thiệu khoảng chừng nửa tiếng là các em sẽ nắm bắt thôi. Còn cụ thể mình học tiếp. Trong các cái tiết tới mình học Phật Pháp căn bản là gì? Mình học thứ nhất là bài đạo Phật. Còn những cái bài về sau nếu mà trong cái hệ thống ở Việt Nam của mình và các nước Đông Nam Á mình thường học là những cái bài căn bản nhất là những bài nhân quả này, bài nghiệp báo này, Phật giáo luân hồi này, bài luân hồi. Thậm chí mình học về chẳng hạn như về tứ nhiếp pháp. Trong cái tài liệu mà Phật Pháp Căn Bản có những cái bài trong này, tứ nhiếp pháp rồi người ta đưa vào. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp được đắc nhân tâm như thế nào. Đấy, để mình thu phục lòng người như thế nào, để mình tu tập sao cho tốt. Tứ nhiếp pháp. À, hay là mình học tiếp về những cái giáo lý hơn nữa thì về sau mình học ba bảy phẩm trợ đạo. Tứ ba bảy phẩm trợ đạo thì nó gồm có tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, các bộ đề phần, bát chính đạo phần như thế nào. Rồi học lên nữa thì mình học các giáo lý về duyên khởi, học về tứ diệu đế, tam vô lậu học rồi đó, mình sẽ học những bước đó là những cái giáo lý căn bản, mình gọi là Phật pháp căn bản. Thì mình cũng năm nay bị covid nên nó bị sơi tái hết thời gian của mình rồi, mình mới học có 2-3 lần cho mấy. Thế thì mình học khoảng chừng là 2-3 bài nữa là mình kết thúc năm học thứ nhất, là kết thúc học kỳ thứ nhất. Đó làm sao thi học kỳ, biết covid em biết làm sao mà thi học kỳ đây. Thi học kỳ mình giới thiệu theo cái hệ thống đó thì các tân sinh phần lớn qua kia thầy Quang Hướng cũng có chia sẻ đó, cái cách đó mà thi nhưng mà cũng khó lắm. Làm đến số danh đầu đề mật mã rồi những thứ tất cả sử dụng qua cái phương tiện của online hết thì cũng hơi bị khó một chút, nhưng mà mong rằng là sau này các tân sinh có điều kiện chúng ta cứ tập trung về trường lên. Bây giờ trường học đã tốt rồi đó, có người nấu ăn riêng hết rồi, mỗi người ở một cái phòng, rồi cũng có các quý thầy quán trúng, rồi không khí mênh mông ở nơi đó yên tâm, không có sợ covid gì đâu. Nơi đó vùng xanh mà cái trường rộng mênh mông mà ở là có hiện tại mình có chưa được 10 người mà các tăng ni sinh cố gắng về ở nơi đó học, và khi mà học ở trên giảng đường có hệ thống máy chiếu rồi rất là tốt. Thì thôi bây giờ cũng 11 giờ kém 5 phút rồi, quá giờ cũng bị tới giờ cơm gì nữa, mình dừng ở đây hả.
phức tạp lắm rồi. Đó là trình độ của người ta, học viện là trình độ cử nhân, trình độ cao cấp rồi đó. Đúng chi trình độ của mình là mới trình độ sơ sơ, mà chưa biết gì mà vất vả lắm. Khó lắm. Ủa chứ giờ tắt căng lên xin học sử dụng điện thoại gì? Chứ thầy thấy chẳng hạn như thầy có cái điện thoại 3G, 4G mà thầy vô thì thầy mở về hôm trước thầy học mấy cái ban hành pháp của Trung ương. Mới học có 1-2 tiếng đó, thì èo thì hết mạng rồi đó. Hết tài khoản rồi. Nên phải dùng hết cái dữ liệu. Hết cái dữ liệu, tại vì chẳng hạn con học như thế này, một cái mổ như thế này, con học 3 buổi là hết. Tại vì họ cho một ngày đó vừa là mấy chục mê đó thế thôi. Mình dùng nó là hết. Còn nếu mà mình dùng có cái wifi mà từ chùa dùng wifi là cái net đó, cái net của đường live truyền thì là khác. Còn nếu mà dùng 3G, 4G, 5G thì mỗi tháng là tùy theo. Không trả 100.000 mỗi tháng thì chỉ dùng 2-3 ngày hết rồi. Nhưng mà dùng mình một học như thế này mau hết lắm. Nhưng mà sử dụng những chương trình Zalo rồi hay là gọi điện rồi này kia nó không hết. Nhưng mà gọi thì có video thế này nó nặng lắm. Thì được rồi. Đã hết rồi đó, cho nên và bây giờ thì các tân sinh cố gắng hoan hỉ mà xin sư phụ đi về. Hiện tại nhà trường đang khuyến khích cho sinh đó cái về lên đó mà ở lại, có người nấu ăn rồi hết tốt, môi trường trường rộng lớn, giảng đường rộng lớn, học hành cũng học tốt, mỗi người mỗi phần ăn, có người lo nấu cơm ăn ngày 3 bữa, tắm rửa tùy ý, cứ mãi xong điện nước dư. Rồi thôi cũng quá giờ rồi nhé, còn có mấy phút là 5-6 phút nữa thôi. Bây giờ thôi các em sinh là có câu hỏi thì tiếp sau thì đó là dành thì để mình học. Nếu mình học nhanh thay vì mình chạy theo số lượng học được nhiều bài, nhưng mà mình cứ lấy chất lượng là chính đi. Nếu mình học một bài đạo Phật như thế này thì bao nhiêu kiến thức thì các em sinh chúng ta phải nắm bắt được cái nền tảng. Mình học được 2-3 bài thì giá trị 2-3 bài. Nếu mà mình học cứ chạy theo, ví dụ thầy chỉ giới thiệu đạo Phật này trong vòng 2 tiết, một ngày một buổi thì có nghĩa giới thiệu nó sơ qua thì mình cũng rất là tiếc. Thành tâm học ít mà chắc tốt. Đó, sao? Có hết rồi, ni sinh thì chưa. Ni sinh thì chưa mà có liên lạc với cô Minh Triết. Tại vì cô Minh Triết nói rằng là phải có ni sinh về đăng ký thì cô Minh Triết sẽ lên với cùng các cô ở trên hội quán chúng tăng và cứu ni. Bên ni mà nếu mà về thì có liên lạc cô Minh Triết, cô Minh Kiểu rồi quý thầy sắp xếp cho. Báo thầy con hứa thầy báo quý thầy gì đó là sắp xếp. Bây giờ mời các tăng sinh chắp tay ngay ngắn trước ngực, chúng ta niệm bài hồi hướng. Mình nghĩ có gì thắc mắc gì đó, có những câu hỏi thì tùy duyên ra đó. Và tiếp sau thì mình sẽ giải đáp những thắc mắc của các tăng sinh. Nguyện A Di Đà Công A Đức Này A Hướng Về Công A Tăng A Ca Đề Tử Và Chúng Sanh Nó Đều Trọn Thành Phấn Đạo. Rất là xin nghỉ nha, ăn cơm ngon nha.